mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Cảm ơn vì vác đống sách này giúp đỡ Morpho. Morpho, Tuyết, ba cần tụi con giúp. Swabberbug lấy kính của ba và giấu trong nhà thú rồi. Kính của ba. Ma vợ mệt rồi, ma vợ phải tự làm mọi thứ một mình. Ồ, xin lỗi Morpho nha. Ước gì mình cũng có phép thuật như Morpho để cậu ấy có thể nghỉ một chút. Khoan đã, Mila, ý kiến tuyệt vời đó. Đây là thú kim tuyến, nó có thể biến con người thành thú phép thuật trong vòng một ngày. Wow, chúng ta có thể biến thành Morpho thì sao? Wow, wow. Mila, biến thành khỉ nào? Giờ chúng ta có thể biến hình, cậu có thể nghỉ một chút rồi Morpho. Biến thành tên lửa. Giờ thì bay như thế nào đây ta? Nhìn thấy gì không hả Stan? Nếu chọn thuốc kịp tuyến, chúng ta có thể biến thành băng cướp Morpho. Băng cướp Morpho biến... mình có thể biến hình mà. Mila, mau biến thành xe đua nào. Cần chạy lẹ hơn. Wow, wow, wow. Wow. Cứ như vậy thì mình không đuổi kịp bọn cướp đâu. Mình hãy biến thành robot đi ba. Được rồi, biến thành thuyền đi. Robot hả? Wow. Không sao Morpho, chúng tớ làm được. Cậu cứ ôm đồm như vậy rất mệt đó, nhớ không? Morpho không mệt, chúng ta làm cùng nhau đi. Các ngươi không chạy được nữa đâu. Chúng ta không cần chạy. Thú kim tuyến, biến hình chúng ta đi nào. Chúng ta không phải là Morpho Stan. Không, nhưng các ngươi là thú phép thuật. Ôi không, chạy đi. Chúng ta cứu được thú kim tuyến rồi. Yay. Bây giờ thì cho chung nào. Được rồi, biến thành tên lửa nào. Ha ta là cướp biển hung ác, giao nộp hết kho báu ra đây. Còn ta là khủng long đây, ta không sợ cướp biển đâu. Wow, đồ hóa trang của các cậu đẹp quá. Ồ, còn cậu hóa trang thành gì Mila? Tớ có một cái áo thần kỳ, đó là Morpho. Không.
có hai kẻ cướp vừa ở đây, chúng đã hết quần áo của tôi rồi. Không sao đâu ba, chúng ta có cả đống đồ trong tủ quần áo mà. Giờ nên cho ba mặc đồ như thế nào đây? Trông ba đẹp ghê đó ba. Hả? Ô không, đó là băng cướp văn phòng. Giờ bọn chúng đang trộm đồ của cảnh sát. Bọn ta không còn là cướp văn phòng nữa. Bây giờ bọn ta là băng cướp quần áo. Chúng ta sẽ trộm tất cả quần áo của cả thành phố. Cẩn thận nha. Trang phục. Đúng rồi, chúng ta cũng phải đưa đồ hóa trang cho cảnh sát nữa. Đây, cái này của chú cảnh sát. Tốt lắm, bây giờ thử theo băng cướp quần áo nào. Chúng ta phải bắt chúng trước khi chúng trộm hết đồ. Theo đuôi chú Marfu. Các người không chặn được ta đâu. Sớm muộn gì chúng ta sẽ lấy được hết quần áo. Ô không, máy bay trực thăng đang rơi. Morpho, mau dùng tay bắt nó đi. Chúng đang ở đâu? Lần này ta phải bắt chúng. Đây, thưa ngài thị trưởng, chúng cháu cũng có trang phục cho ngài. Cảm ơn Mila. Bây giờ chúng ta phải chặn những kẻ cướp này. Thành phố này cần các cháu. Có một tên, ta sẽ bắt hắn. Trông cậy vào mình đó Morpho, dùng cánh của cậu. Các người không theo kịp bọn ta đâu. Bây giờ bọn ta bắt được thằng bạn đó lè của ngươi rồi. Đám cướp ngu ngốc kia, Morpho, dùng cánh tay của cậu đi. Morpho, dùng cánh. Được rồi, giờ về chỗ mọi người thôi. Giỏi lắm Mila và Morpho. Các cháu đã bắt được bọn cướp và giờ mọi người đã lấy được lại đồ. Các cháu xứng đáng được huân chương. Giờ phải xem thị trưởng đâu rồi. Cleopold có thể biến tụi mình thành thú cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Morpho được chứ? Chơi trò chơi nha. Người nào nhảy cao nhất sẽ thắng. Ha ha ha.
Biến thành trực thăng. Đi theo họ đi. Đi theo họ thôi. Chuyện này thật là không dễ. Wow, biến hình thành máy bay đi April. Morpho, biến hình thành cái gối to đi. Đừng có gây náo loạn nữa, tôi đã có mặt để cứu vơi. Nhanh lên đi Morpho, biến hình thành máy bay. Nhanh đi theo Orpho rồi biến thành bóng nhảy lại nào. Thôi dừng lại nào. Không Orpho, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. À, ups, xin lỗi ạ. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho, biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang chờ rất là vui mà. Cuốn ngoan. Thật là vui quá. Nhưng làm Morpho thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một Morpho, một April. Mọi người yêu hai cậu. Morpho, biến hình thành chiếc xe tải nào. Chúng ta cần đem hết mấy thứ máy móc này đến tòa nhà mới. Morpho, mang đến tòa nhà mới đi. Không được lộng hành ở đây. Tới rồi, tòa nhà mới đây rồi.
Ở đây có một chiếc xe tải rồi. Đúng vậy, đó là chiếc xe tải duy nhất mà chúng ta không cần lái. Nó tự chạy tới. Bọn chú mua chiếc robot CP này từ giáo sư Song. À, cháu biết chú. Thợ xe Lawrence, mấy thứ máy móc của anh rớt ra từ xe tải đang làm đường xá lộn xộn hết cả lên. Ôi, đúng như anh nói, xe tải trống trơn rồi. Giờ phải làm sao đây? Morpho và robot xe bên kia có thể đi tìm những máy móc đó. Được, ý kiến hay đó. Morpho, biến hình thành chiếc xe bên đi. Không còn là băng cướp bùn lầy nữa, mà giờ chúng ta đã là băng cướp đập phá. Và bọn ta sẽ đập phá căn nhà này. Không, đó là nhà mình. Morpho, biến thành robot nào. Cướp đập phá bọn ta sẽ còn quay trở lại. Chúng tớ sẽ giúp cậu xây lại nhà. Chúng ta nên dừng trò chơi và cùng làm việc nhé. Mila, Morpho, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Ôi không, tháp của Morpho.
Nào nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Dạ. Dạ được. Ta là giáo sư ác độc, anh hùng hành động sẽ ngăn chặn ngươi. Ma-ma-po là anh hùng hành động. Đúng rồi. Ta đã tạo ra một cỗ máy khiến cho tất cả mọi người đều thiếp ngủ. Hồi hộp quá đi. Mang cái này ra khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng đâu, anh hùng hành động. Với sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ. Hả? Không phải do Mơ Phụ đâu. Ba lỡ làm gãy đó. Cái gì? Vậy ba có làm hỏng tòa tháp của Mơ Phụ không? Phải. Và lấy đồ chơi đi. Đúng vậy. Và bẻ tòa nhà. Chắc vậy đó. Mila, Mơ Phụ làm bạn lại nha. Dĩ nhiên. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khí tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Cháu ném trúng rồi. Chúc mừng cháu đã trúng búp bê bằng bông nha. Wow. Mơ Phụ biến cánh tay khổng lồ. Được rồi, bé bự, tổ chức tiệc trà linh đình nào. Mơ Phụ làm cướp biển. Cậu có thể biến búp bê này thành người thật được không? Xin chào thợ xây Lauren. Chào anh. Có thể để Anime giúp tôi ở tòa nhà được không vậy? Được thôi. Chúng tôi sẽ trở lại sớm. Wow.
thành con diều. Chào Muffle. Ồ, cậu có sao không? Muffle không sao. Tội nghiệp Muffle, chắc con bị bệnh rồi. Con phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được đó biết chưa? Không sao đâu Muffle, ba và tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Ủa? Chào Mila. Chào April. Cậu và Muffle ra ngoài chơi được không? Tớ muốn đi chơi lắm, nhưng Muffle đang bệnh và tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy. Muffle nên không Muffle, con phải nghỉ ngơi mới khỏe được. Không Muffle. Mila, con cứ đi chơi đi, để ba chăm sóc Muffle cho. Cảm ơn ba. Nghỉ ngơi đi nha Muffle. Tạm biệt Muffle. Bây giờ Muffle nè, để ba đọc truyện cho con nghe nha, có được không? Muffle muốn chơi Mila ơi. Muffle khỏe hơn rồi. May mắn của mình lại có tác dụng rồi. Mila, cậu ở đâu? Về nhà nào Muffle.
Phô, tớ sẽ ở nhà với cậu. Achoo! Thank you.
Không không không, Mofo, hãy trả về lại trong gương. Đó là awful. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì awful thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng awful sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để awful trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Mofo, hãy chơi với Grandma một lát nha. Chào Mofo, hôm nay cháu thấy nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Mofo, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Mofo hả ta? Cháu đi rồi Mofo, giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha, nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm? Là cháu chứ ai, chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Mofo vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Mofo đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Orfo. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Orfo đã trốn rồi. Ôi trời, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Cậu đang làm gì vậy hả Mofo? Cậu đang xây dựng cái gì sao? Nè, có chuyện gì vậy hả? Cái này không vui đâu Mofo. Đây rồi ha, trò đùa như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi Mofo. Nhưng Mofo đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta? Morpho, đưa bọn mình xuống dưới đất đi. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Giả vờ là Mofo nữa. Roma, biến Mofo thành xanh lá đi. Mofo xanh lá. Đợi đó Mofo, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Mofo nữa.
Như các cô yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các cô thích những con robot. Nhưng ta muốn hỏi tại sao các cô lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư. Và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó Troy à. Cậu có mà. Tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Trời, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ. Nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cậu bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kia. À, Mila gây rắc rối rồi. Hi, Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó, Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia, kia nữa, nhiều mới lao quá. Thank you.
Tuyến lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này, đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. Morpho. Morpho, Morpho. Bắt lấy nó. Ngươi đi đâu vậy, robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là ngươi đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá, Stan ơi. Xích ra đi, đồ robot. Kem. Kem không. Tớ là siêu nhân mạnh nhất. Tớ có thể nâng cả cái xe này. Ma Phật giúp họ đi. Tớ cũng là siêu nhân và tớ biết bay nè. Kia chỉ giỡn thôi, nó không cắn. Ôi, đuổi nó đi đi. Hãy để con ấy được yên, ông kia. Sao cũng được. Cảm ơn các bạn siêu nhân nhiều nha. Chúng tôi phải cảm ơn ai được đây? Các cậu tên gì? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt và không thể tiết lộ danh tính được. Trả lại giải thưởng đây. Nhưng ta chưa bao giờ có giải thưởng này ở trường. Phải. Giờ thì ta chính thức là vũ công ballet tài giỏi nhất. Được rồi, được rồi. Giải thưởng của các người đây. Không không, cứ giữ nó đi. Nó viết giỏi nhất trong việc bị bắt. Chúng ta là những nhà vô địch, Stan. Chúng ta đang có mặt ở đây với những anh hùng đã cứu tất cả giải thưởng của thành phố chúng ta. Chúng tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn là ai? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt để giấu danh tính. Tên cháu là Troy. Cháu là April Mafa. Nhìn kìa, Morpho, tất cả mọi thứ mất hết màu sắc rồi. Wow, Morpho biến hình thành cỏ màu phép thuật. Xanh biển là xanh lá. Oh, oh. Giỏi lắm, Morpho. Oh.
giấy xét chiếu gì vậy? Bên tôi là đèn xanh mà. Không, bên tôi là đèn xanh. Ủa, trắng. Mấy thứ này cũng không có màu nè. Y như mình vậy. Của thành phố này, người không nên làm vậy. Thế giới không màu sắc còn gì là vui nữa. À, buồn cười quá. Buồn cười thật. Hãy tô màu vui vui cho mấy con thú nào. Yay! Mày đây rồi, Broma. Ta đi tìm mãi. Thành phố đã gặp rất nhiều rắc rối vì ngươi đã lấy tất cả màu sắc. Morpho sẽ giúp Broma tô màu để mọi thứ về lại như cũ nha. Xin chào. Không hiểu sao xe cứu hỏa lại mất màu rồi. Để Morpho và Broma giúp cho. Không, Morpho, xe cứu hỏa luôn là màu đỏ giống cậu đấy. Oh, cảm ơn Morpho và Broma nhiều nha. Xin chào, yêu quái mây. Như bà chạy đúng rồi. Chạy tiếp đi nha. Wow, các cháu đã giúp cho cả thành phố rồi đó. Morpho và Broma tác chiến tốt ghê ha. Broma thích tô màu quá ha. Chắc vậy đó. Bà có ý này nè. Broma, cháu có muốn đồng hành là một người cũng yêu màu sắc không hả? Mày đúng là thú cưng phép thuật hoàn hảo cho họa sĩ như ta. Với cổ mấy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Thank you.
tốt lắm, Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Mơ Phù. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta còn tìm ra Mơ Phù đã tới đâu. Điện lộn xộn. Ráng một chút nha Mô Phô. Chắc là ổn rồi. May là cậu không sao.